Những năm qua thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc về đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục Việt Nam, đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020 và đề án đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ của Thủ tướng Chính phủ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Giáo dục Đào tạo đẩy mạnh công tác phối hợp, phát huy các giá trị di sản văn hóa, tuyên truyền giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng của quê hương cho thế hệ trẻ tại Bảo tàng tỉnh Nam Định và các thiết chế văn hóa tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Hiện thực hóa đề án của Chính phủ với mục tiêu tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục học tập, phục vụ học tập trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ. Từ đó khuyến khích nhu cầu, thói quen học tập suốt đời, góp phần nâng cao trình độ dân trí, năng lực sáng tạo, kỹ năng lao động, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống. Bảo tàng tỉnh Nam Định đang tự tin chuyển mình theo hướng sáng tạo, hiện đại hơn, đa dạng và hòa nhập, ngày càng chủ động đến gần công chúng, góp phần tích cực nâng cao chất lượng công tác giáo dục truyền thống lịch sử trong các nhà trường. Thực tế, việc giáo dục di sản đã giúp cho học sinh nâng cao hiểu biết về lịch sử, văn hóa, bồi đắp tình yêu quê hương đất nước và niềm tự hào về truyền thống dân tộc. Nhận thức được sâu sắc điều này, nhà trường Trung học cơ sở Tống Văn Chân rất nhiều năm nay đã quan tâm tới việc tạo điều kiện cho học sinh được tham gia học tập và trải nghiệm tại Bảo tàng tỉnh Nam Định. Đây thực sự là một cơ hội rất tuyệt vời để giúp cho học sinh có được những kiến thức thực tế bổ ích và giúp cho các con có ý thức hơn trong việc bảo vệ, giữ gìn và phát huy những di sản văn hóa của dân tộc. Hòa trong dòng chảy chung của Hiệp hội Bảo tàng Quốc tế theo phương châm hoạt động Bảo tàng vì sự bình đẳng, đa dạng và hòa nhập, không gian bếp Việt truyền thống vùng đồng bằng Bắc Bộ là một nỗ lực lớn của tập thể cán bộ, chuyên viên, hướng dẫn viên, nhân viên bảo tàng tỉnh Nam Định nhằm giúp thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về cuộc sống sinh hoạt của người dân vùng nông thôn xưa. Trưng bày tái hiện một nét văn hóa của làng quê Việt xưa đã tồn tại hàng ngàn năm qua đang dần bị phai nhạt. Làng quê truyền thống Việt Nam mang những đặc sắc văn hóa riêng của người Việt. Những hình ảnh cây đa, bến nước, sân đình, lũy tre xanh đã gắn bó với tuổi thơ của biết bao thế hệ từng sinh ra và lớn lên bên trong lũy tre xanh ấy. Nhưng trong bối cảnh đất nước đang phát triển và hội nhập quốc tế, bên cạnh những thay đổi tích cực, cơn lốc đô thị hóa tràn về đã dần làm thay đổi cấu trúc làng xã của người Việt. Những hình ảnh đã trở thành biểu tượng của làng quê Việt Nam ấy đang dần bị che mờ, bị bao phủ bởi không gian đô thị. Giới trẻ hiện nay phần lớn chỉ biết đến làng quê trên sách vở, trên Internet hay lời dạy của thầy cô, lời tâm sự của ông bà. Cùng với biểu tượng của nông thôn Việt Nam đến với không gian bếp Việt truyền thống vùng đồng bằng Bắc Bộ, nhiều em học sinh ở thành phố chắc sẽ là lần đầu tiên được biết đến các sưu tập nông cụ và đồ dùng sinh hoạt phản ánh quá trình thu hoạch, chế biến thóc gạo, không gian bếp của người Việt. Tuy nhiên, để tăng thêm sự hấp dẫn với các em học sinh còn đang ở độ tuổi thích khám phá trải nghiệm, nên Bảo tàng tỉnh Nam Định đã tổ chức nhiều hoạt động để qua đó lồng ghép linh hoạt những nội dung thông điệp để các em có thể hòa mình một cách thật sự và tự có quá trình cảm xúc, nhận thức, thấu hiểu của riêng mình. Đây là chương trình tham quan trải nghiệm đầu tiên Bảo tàng tỉnh Nam Định thí điểm về không gian bếp Việt truyền thống vùng đồng bằng Bắc Bộ. Nhưng với sự nỗ lực của các thầy cô giáo cũng như tập thể cán bộ, viên chức, bảo tàng tỉnh đã tạo nên một chương trình sâu sắc về ý nghĩa, đa dạng về nội dung với nhiều trải nghiệm sinh động trong mục tiêu góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục truyền thống, lịch sử cho thế hệ trẻ. Các em học sinh trường Trung học cơ sở Tống Văn Chân, thành phố Nam Định đã có một buổi ngoại khóa đầy thú vị và đáng nhớ. Đến với Bảo tàng tỉnh Nam Định hôm nay, chúng em đã được tham quan và nghe giới thiệu rất là nhiều hiện vật. Qua đó, chúng em cũng hiểu sâu sắc hơn và cũng thấy tự hào hơn về những truyền thống Việt Nam xưa. Đặc biệt, chúng em còn được trải nghiệm không gian bếp lửa truyền thống vùng đồng bằng Bắc Bộ và được thực hiện một số công việc như là sàng sấy thóc gạo, nấu cơm bằng niêu đất. Thì qua đó, chúng em cũng hiểu được sâu sắc hơn nữa sự vất vả của người nông dân Việt Nam xưa và trân trọng hơn nữa những nét đẹp của văn hóa dân tộc. Xã hội ngày càng phát triển thì việc gìn giữ những giá trị truyền thống ngày càng khó. Hầu hết những trưng bày cũng như những công việc nhà nông được tái hiện trong buổi tham quan trải nghiệm với một bộ phận học sinh, đặc biệt là học sinh ở thành phố, đã trở nên lạ lẫm. Chính vì vậy, không gian và chương trình trải nghiệm
hoàn toàn mới này là quyết tâm nỗ lực của tập thể cán bộ, chuyên viên, hướng dẫn viên, nhân viên Bảo tàng tỉnh Nam Định trong suốt thời gian qua nhằm tuyên truyền bồi đắp các kiến thức về lịch sử, truyền thống theo hướng tiếp cận mới, sinh động hấp dẫn và tăng tính tương tác. Không phải là truyền thụ một chiều để các em học sinh thật sự hào hứng, yêu thích tìm hiểu, nghiên cứu về các giá trị di sản của dân tộc. Và đó cũng là sự chuyển mình mạnh mẽ của Bảo tàng tỉnh Nam Định khi họ hiểu việc sử dụng di sản văn hóa trong dạy học và các hoạt động giáo dục gắn liền mục tiêu giáo dục toàn diện học sinh về đức, trí, thể, mỹ, phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh. Học sinh phải là chủ thể, chủ động tích cực tham gia vào quá trình sử dụng di sản trong giờ học và các hoạt động giáo dục. Bên cạnh đó, di sản văn hóa cũng là phương tiện quan trọng giúp học sinh rèn một số kỹ năng học tập như kỹ năng quan sát, thu thập, xử lý thông tin, qua đó tự chiếm lĩnh kiến thức cần thiết thu được trong quá trình tiếp cận với di sản. Kỹ năng vận dụng kiến thức liên môn đã học để giải thích những hiện tượng, sự vật có trong các di sản văn hóa. Bởi truyền thống dẫu lâu đời đến mấy, dẫu vĩ đại và có sức hấp dẫn lớn đến đâu, thì vẫn có thể bị mai một nếu như người trong cuộc và nhất là người thừa kế không có ý thức gìn giữ, không có sự trân trọng nâng niu và quyết tâm bảo tồn, phát huy trọn vẹn hơn truyền thống ấy. Trong nhà trường qua các môn học, em đã được các thầy cô chỉ dạy về những nét đẹp truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam ta. Từ đây em đã thấy được rõ những vai trò, giá trị to lớn của những nét đẹp này. Sau khi được tham quan, trải nghiệm cũng như được có thêm nhiều kinh nghiệm thực tế, em đã có thể hiểu rõ hơn được vai trò của thế hệ trẻ Việt Nam ngày hôm nay. Chúng ta sẽ phải cố gắng giữ gìn và bảo tồn những nét đẹp truyền thống văn hóa này để cho nó được lưu truyền mãi về sau. Đến với không gian bếp Việt truyền thống vùng Đồng bằng Bắc Bộ với nhiều em học sinh ở thành phố chắc sẽ là lần đầu tiên được biết đến. Còn với những người ở thế hệ trước, đó còn là bao ký ức hoài niệm về một thời xưa cũ gắn với bếp xưa, trạm xưa. Từng thân thuộc biết mấy, nhưng đã bị lãng quên dần theo thời gian, theo nhịp sống công nghiệp hóa, khi gian bếp ngày nay đã được thay thế bởi những vật dụng tiện nghi hiện đại. Muốn ngắm lại gian bếp xưa, nhiều người đã nghĩ rằng chỉ có thể tìm về những vùng nông thôn, may chăng mới được hoài niệm về một thời xa vắng. Vậy mà đến với Bảo tàng tỉnh Nam Định, chúng ta đã có dịp bắt gặp lại những hình ảnh về bếp rất đỗi thân thương ấy ngay tại chốn thị thành xô bồ tấp nập. Những ngày này khi dịch Covid vẫn đang diễn biến phức tạp, thời gian đang trôi về cuối năm âm lịch, bao công việc bộn bề cuốn hút. Nhưng không gian bếp Việt truyền thống vùng Đồng bằng Bắc Bộ thật sự là một lựa chọn đầy gợi nhớ, gợi thương cho nhiều thế hệ. Bản thân tôi cũng đã được khá nhiều lần dẫn học sinh cùng tham gia học tập và trải nghiệm tại Bảo tàng tỉnh Nam Định. Nhưng đến với bảo tàng trong năm nay thấy Bảo tàng tỉnh Nam Định có rất nhiều những sự đổi mới, đặc biệt là khu trải nghiệm di sản văn hóa. Và chắc chắn rằng đây là một cái cơ hội mà để cho các con có thể hiểu sâu sắc hơn nữa về những cái công việc của người nông dân được đến tham quan Bảo tàng tỉnh Nam Định trong một cái dịp Tết Nguyên đán của dân tộc sắp đến gần. Thì với bản thân tôi là một giáo viên, cũng rất là trăn trở với công tác giáo dục cho học sinh, đặc biệt là giáo dục về lịch sử văn hóa cho học sinh. Thì tôi nghĩ rằng đây thực sự là một địa chỉ đỏ, một cái nơi mà học sinh thành Nam có thể có được rất là nhiều những cái kiến thức rất bổ ích để hiểu hơn về văn hóa truyền thống của dân tộc. Có biết bao lưu luyến trong không gian xưa cũ nhưng lại tràn đầy tâm huyết trách nhiệm với thời cuộc, với thế hệ trẻ này. Lan tỏa sự yêu thương nuôi dưỡng mỗi tâm hồn để thêm hiểu, thêm tự hào và gắn kết cùng lịch sử, cùng truyền thống và nâng cao ý thức trách nhiệm phải sống, học tập, làm việc và cống hiến thế nào cho xứng đáng với cha ông. Đó là thông điệp mà không gian bếp Việt truyền thống vùng Đồng bằng Bắc Bộ tại Bảo tàng tỉnh Nam Định muốn gửi tới muôn phương.